Đây là cấu trúc mạch phân tầng Pioneer 3 đường tiến N902, dòng đỉnh nhất của hãng. Lỗ thông hơi. Và đây các bạn sẽ thấy được củ từ 3 đường tiến, phần bass, mid và treble. Cái phần treble thì phần mid này các bạn thấy đường kính phía trước là 3,5. Đường kính phía sau của từ đôi bọc nhôm. Đường kính của nó là 10 cm, rất là nặng nha. Còn đây thì anh các bạn thấy nét đặc trưng nhất của con 902 đó là cái khung này. Đấy. Cái khung nó là một cái khung bắc từ ngoài vào bên trong luôn, xuyên suốt, không phải là chỉ là một cái mặt ốp trang trí. Thường thì những hãng khác nó làm cái phần ốp trang trí cái viền xung quanh thôi. Còn này thì bắc từ ngoài vào trong. Vô cùng cứng cáp và củ từ đôi bọc nhôm luôn. Nó cũng cái củ màu này thì cũng khá là giống Onkyo và đường kính của nó các bạn thấy đường kính tới 12 cm, rất là nặng nha. Và còn rất là mới. Thành thùng thì cực dày luôn. Một lớp ở này và một lớp ở ngoài nữa nè. Đặc biệt là cái phần trước này là dày nhất. Đây cái phần trep này nằm gọn bên trong, phần siêu trep thạch anh. Henry Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip trước, mình đã sử dụng đầu âm ly Denon 390RE phiên bản cao cấp đời 2014 cho tới hiện tại luôn. Và tiếp theo mình sử dụng cặp loa Pioneer dòng trung đỉnh nhất của hãng Pioneer các bạn nha. Made in Japan 3 đường tiến. Con này có bass là 18. Phần mid là 3,5 cm và phần treble thạch anh trong cái lưới sắt này. Mình xin nhắc lại, con này, cặp loa này là cặp loa 3 đường tiến Made in Japan và là trùm cuối của dòng Pioneer N902. Cặp loa 902 này cực hiếm các bạn nha. Nó phân biệt, dễ phân biệt nhất với cái dòng 901 đó là cái phần khung bằng kim loại. Một bằng hoàn toàn khung đúc luôn, khác với dòng 901 đấy. Và nó là phiên bản cao cấp nhất trong cái chuỗi series này và cặp loa về còn rất là đẹp. Chút nữa mình sẽ quay lại gần hơn để các bạn dễ quan sát cặp loa và tuyến loa. Các bạn đang nghe bài Spanish Matador thì các bạn cảm nhận cam thanh của nó, thứ nhất là rất là nét, cực kỳ nét. Trung âm lẫn cái phần treble cực kỳ bén. Còn cái phần bass đánh rất là chắc. Cái tiếng gõ thành thùng. Tiếng gõ vào cái thành thùng. Rất là chắc chắn. Cái phần đó là nó thuộc về cái dải bass cao. Và mình chưa có chỉnh bass treble hoặc là mình chỉnh cái phần low neck, mình chưa chỉnh các bạn nha. Âm ly và cặp loa này các bạn có thể dễ dàng chơi những loại nhạc mạnh, nhạc dance, remix, DJ, đặc biệt là DJ, nhạc điện tử. Còn nhạc hòa tấu trữ tình thì các bạn hãy cảm nhận nhé. Chờ mình một chút nè, vào ngay cái phần trữ tình cho các bạn. Mình chưa chỉnh gì hết các bạn nha.
những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nên khói sương răng núi cỏ. Cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi từ. Đấy các bạn, hãy để lại cái phần cảm nhận của các bạn, sự so sánh. Mà cái phần nhạc trữ tình của cặp loa piano này ghép với đầu amply Denon 390RE. Các bạn có thể comment ở bên dưới video hoặc là Facebook Zalo của mình cũng được nhé các bạn. Mỗi loa này 100W các bạn nhé. 100W 4 ohm made in Japan, 3 đường tiếng. Và chiều cao của mỗi loa là 34,5, các bạn hình dung là 35cm đi. Và khi các bạn mua cặp loa này, mình sẽ tặng ngay cái phần chân bằng cao su, 4 cái chân cho một loa luôn các bạn nha, chống rung và nâng lên được một chút. Rồi chúng nó mình sẽ mở lên để các bạn thấy được cái phần chân nè. Mình đang một cầm camera và một tay nên cũng khá là. Đây, các bạn chờ mình chút nha. Rồi. Đây. Mình sẽ tặng 4 cái chân này, các bạn có thể dán vào hoặc là bắt ốc vào. 4 cái chân cao su khá là cao. Mỗi chân cao tầm khoảng 1,5cm nha. Chiều cao 34,5, bề ngang là 21. Và chiều sâu, con này đặc biệt sâu 30cm luôn các bạn nha. Đấy, 100W luôn. Và chúng ta thử đo cái cân nặng của cặp loa này xem sao. Xem coi dòng size trung đỉnh nhất của hãng nó sẽ như thế nào. Kg các bạn nha, 7.55. Đây chưa tính lưới, coi như là 7.6 kg, mình gắn lưới luôn. Ok các bạn, bạn thấy loa rất là nặng, mặc dù kích thước không vừa phải nhưng mà được cái hậu loa rất là sâu, hậu loa sâu và mở rộng hơn ngoài bề ngang. Đấy, và đây là một dòng loa cao cấp nhất, dòng xây chung, kiểu dáng cũng rất là hiện đại và ba đường tiếng nên rất là dễ chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau. Một bài nhạc trữ tình nữa đi, và mình thử bật lao nét lên các bạn nha. Nãy giờ gần như là để cân bằng hết, mình mở lại từ đầu. Điệp khúc buồn ý lên. Em
này trung âm cũng còn khá là ok, nhưng không có bị chói lắm các bạn nha. Không bị chói lắm, mà bass con này thì tất nhiên là quá tốt rồi, đỉnh. Các bạn có thể dễ dàng tham khảo cái phần loa, nói chung loa con này thì cái phần thông số kỹ thuật thông tin ở trên trang, những cái trang của Nhật cũng còn khá là nhiều. Còn đặc biệt là về phần âm ly này, các bạn cũng có thể quay lại cái phần video trước của mình ghép với cặp loa D55F của Onkyo, và mình đi sâu khá là nhiều về thông số kỹ thuật của cái con Denon này. Và mình xin tóm tắt một chút lại nha. Công suất tiêu thụ điện là 200W. Và đánh mỗi kênh 120W, ok các bạn nha, maximum 120W một loa ở một kênh thôi nha. Còn nếu mà các bạn đánh hai kênh thì công suất sẽ giảm lại khá là nhiều, hai kênh AB. Do đó các bạn nên ghép một cặp loa chính và một cặp loa bổ trợ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, chứ không nên gánh hai cặp loa lớn. Rồi, đây là dòng đời còn hiện tại còn bán trên thị trường, và do đó giá thành của nó và những cái trang bán lại Amazon, eBay đồ còn rất là cao, có nơi bán trên cả chục triệu luôn các bạn nha. Âm thanh của con này được châu Mỹ, châu Âu đánh giá rất là cao. Cũng có thể nó hợp với chất âm của cái tai nghe của những thể loại nhạc của châu Âu, châu Mỹ, được đánh giá rất là tốt so với dòng 390SE, 390AE v.v. Và đây là phiên bản hiện tại này, mình đang biết tới cái phiên bản RE này thôi. Còn sau cái phiên bản RE này thì hiện tại mình chưa cập nhật được là cái phiên bản nào mới nhất. Nhưng mà từ cái kiểu dáng và cái cách đây đầu tư về cái mặt linh kiện của nó rất là ngon. Đây, tất cả các dách của nó đều được mạ vàng. Đánh hai kênh AB, và đây là dách bắp chuối trong suốt, ở trong là mạ vàng. Kiểu dáng hiện đại, và cái kiểu này được sử dụng dài đến hiện tại luôn các bạn nha. Và ba ổ điện để nối các thiết bị điện 100V với nhau rất là tiện. Con này sản xuất ở Việt Nam, made in Việt Nam luôn rồi nha các bạn. Giờ nhà máy từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi. Một cái thông tin rất là thú vị đó là về nhà máy qua Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, hàng xuất Nhật, điện 100V. Rồi, một bài nhạc DJ trước khi kết thúc bài test ngày hôm nay. Cái hậu loa rất là sâu. Cực kỳ sôi động và bắt